Xin chào tất cả mọi người nhé. Chào mừng mọi người đến với video tiếp theo trên kênh của DN90TV. Thì hôm trước mình có nhận được một đề nghị của một bạn là muốn mình làm toàn cảnh về Sa Aibac. Thì hôm nay mình đã đến với Sa Aibac và sẽ làm một video toàn cảnh về vẻ đẹp của Sa Aibac nhé. Thì video mình sẽ dựng theo bố cảnh là sẽ là những hình ảnh trên cao này, sau đó là các địa điểm chính ở các góc cạnh của một vài nơi của Sa Aibac. Và sau đó thì mình sẽ rong đuổi các con đường tại Sa Aibac nhé. Và mọi người khi xem video hãy nhớ like, subscribe, đăng ký kênh ủng hộ mình nhé, giúp mình phát triển kênh DN90TV nhiều hơn nữa. Thì giờ mọi người hãy cùng mình khám phá về vẻ đẹp của Sa Aibac. Và đặc biệt gửi những người con xa quê, nếu Tết vừa rồi không có điều kiện về thăm Sa Aibac thì thông qua video của DN90TV thì giúp các bạn cũng có thể ngắm được toàn cảnh Sa Aibac thời gian gần đây đã thay đổi như thế nào nhé. Giờ mọi người hãy cùng mình bắt đầu đi rong rổi các con đường Sa Aibac và cùng tham quan Sa Aibac. Thank you.
Vâng, bây giờ mình sẽ mời mọi người đi thăm các cung đường tại xã Hải Bắc nha. Đầu tiên sẽ là trục đường chính từ chợ Đông Biên đi về ủy ban xã Hải Bắc và về khu vực giáo sứ Triệu Thông nhé. Thank you.
Vâng, tiếp theo sẽ là cung đường từ cầu sắt giáp với thị trấn Yên Định, là mình sẽ đi về chợ Đông Biên và về khóm 10 nhé. Thank you.
Vâng, cung đường cuối cùng mình gửi đến mọi người đó là sẽ là phố mới tại xã Hải Bắc nhé. Một con đường mới được làm lại và có thể một con đường rất chiều đẹp nhé. Thì mời mọi người hãy cùng mình thăm cung đường từ phố mới từ giáp thị trấn Yên Định về tới Hải Châu. Cơ bản mình đã giới thiệu với mọi người toàn cảnh về nơi đây. Nếu còn thiếu sót mong mọi người thông cảm. Có lẽ mình xin phép được dừng video tại đây. Hẹn mọi người ở những video tiếp theo. Hãy like, subscribe, đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn tất cả mọi người.